con có dẹp con xuống con thăm bà với bé Vi. Em con đi học rồi hả? Hôm nay thì trước đó là con xuống con thăm hỏi thăm sức khỏe bà. Sau là con cũng có một cái tin vui đến gia đình mình, là con nhận được cái sự giúp đỡ về gia đình mình từ phía anh Lucas Nguyễn ở Mỹ và chú Jimmy Triệu ở Canada. Thì chú Jimmy Triệu thì có gửi về cho gia đình mình số tiền là 5 triệu đồng để mua sắm dụng cụ học tập, bàn ghế, tủ quần áo rồi giày dép cho hai bé. Thì với lì xì tết cho hai con luôn. Rồi một chút nữa thì con xin phép bà dẫn bé Vi với bé Dung đi mua đồ nha bà. Dạ. Tại vì rất là nhiều ông bà cô chú muốn giúp đỡ cho hai bé đi học, đến trường, tới nơi tới chốn. Rồi cái số tiền của anh Lucas Nguyễn gửi cho bà là 6 triệu đồng. Thì thôi để con coi con mua sắm thì còn dư bao nhiêu thì con gửi lại cho bà. Dạ. Dạ. Thì cô chú đi có lòng giúp đỡ các cháu của tôi. Dạ. Tôi cảm ơn dữ lắm. Dạ. Không quan tâm mới được như vậy. Dạ. Bà bữa nay cái chân bà nó sao rồi, con nói chắc cho con ha. Dạ. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Con đi chợ hay gì đi? Dạ, con đi chợ. Con mua cái gì? Dạ, con mua bánh mì với gà với nhập bà con. Ừ. Con đi chợ, mấy người hoạt động đi. Dạ. Bác phải lâu lâu về, bữa trước, bữa sau đi nữa rồi. Dạ. Thì sẵn đây thì con cũng muốn nói một cái lời cảm ơn đến với quý Mạnh Thường Quân, quý ông bà, cô chú đã từng ủng hộ và đồng hành cùng kênh Thói Viết Miền Tây con rất là nhiều luôn. Thì con rất là vui khi mà nhận được cái số tiền và gửi cho bà đó bà. Dạ. Con vui không Vi? Dạ vui. Vui thì vui con mừng lắm cô. Dạ. Cô chú mà cô phải làm giúp đỡ gì nữa. Dạ. Không có nếu không quan tâm tới đâu có được gì đâu. Dạ. Thì bà lấy cái số tiền đó bà thuốc thang nè, rồi ăn uống hàng ngày, rồi nhớ thôi cho bé Vi với bé Dung nó đi học. Là tấm lòng của chú Jimmy Triệu ở Canada và của anh Lucas Nguyễn ở Mỹ. Thì bà có muốn nói gì với anh với chú không? Tôi không biết nói gì hơn thì cô chú mà giúp đỡ được bà rất là mừng lắm, cảm ơn dữ lắm. Dạ. Nếu cô với chú mà không có quan tâm đâu có được chị thật ngày hôm nay vậy đâu. Dạ. Từ lúc con xuống tới giờ bà khỏe hơn chưa? Cũng đỡ đỡ. Dạ. Thì chú có đi được. Dạ. Đâu con nghiệp làm đâu không được. Dạ. Chứ có ai đâu. Dạ. Nói con. Bữa trước bữa sau không đi nữa rồi. Dạ. Rồi một người con hồi nãy lúc đầu đường là cái nào đầu đường là con thứ mấy rồi? Con út không? Đâu đầu đường nào? Ngay đây nè. Đâu ngoài này là cái nhà. Nhà em. Em thứ năm. Không. Cái người con hồi nãy thấy ảnh nó nít á. Rồi, nhà này nè. Là con với mấy các bạn thứ năm. Thứ năm. Tưởng là nhà với sao không phải. Dạ. Anh nó cũng làm công việc gì bà? Là phải kêu đi mầu đi, có trẻ trang. Dạ. Nó phải kêu mẫn gì á. Một người anh kia là đi làm ở đâu? Cần Thơ. Ở bên vợ luôn hả? Ở bên vợ hả? Dạ. Cũng đi làm rồi lâu lâu về thăm bà. Dạ. Dạ. Chứ nó đâu có ở đường đây. Dạ. Cái chân không về là bà uống thuốc không hay sao? Uống. Dạ. Bà bữa là tử. Dạ. Ngày bà uống hả? Dạ. Dạ. Mai là con bé Vi với bé Dung nó lớn rồi ha. Dạ. Đỡ. Dạ. Đỡ khổ. Lo được cho bà. Nó đi chợ thì bố mẹ gì nọ sai làm được chứ. Mất đầu đầu tôi mà. Dạ. Gọi đây luôn hả? Hàng gì con thấy nước không nè? Nằm nè. Là nằm ngửa ở đây rồi nó rồi. Nó gọi cao tầng nghiệp hết. Làm con khô. Ừ. Đầu nậu nay gọi được. Nậu nay là nậu sợ con cực nó không có yêu. Gọi không gọi nậu cũng kể đi. Nó gọi nó khỏe. Rất là thấy thương con bé Vi, bé Dung hai đứa. Là gia đình thì có mình em nó làm. Con dạng dĩnh lên. Không có gì hết á, coi gì cho nó như trong nhà nghe không? Ừ, tất cả
Trang á thì Trang giúp được gì cho con với bà cả thì Trang giúp Trang cái gì nào con bên. Dạ thì con cũng rất là mong mà nhờ cái số tiền giáo không biết chừng nào nữa cho nó lên cái bàn học một chút nữa thì Trang sẽ dẫn cho con đi lựa cái bàn học là lựa theo đúng cái nào con thích luôn đó. Con thích cái gì thì con cứ nói thì Trang sẽ mua cho con. Chỗ ăn cơm ngày hai bữa quý rồi có tiền đâu mà làm. Dạ con biết thôi con tiền đi chứ mượn nó cũng để đỡ đi. Dạ nên là con thấy thương em á, con như vậy con cũng đo đó trong lòng, con nói là cả cái bàn học của hai chị em luôn. Dạ. Ai nó trừ bằng học chứ nào cô không biết chừng nào con có. Dạ chứ tôi nói nó cười nó trúng số nó mua cho. Dạ rồi bữa nay con trúng số rồi đó My. Tiền đó gán lên con, tại vì á mình còn cái cuộc sống mình chưa được thoải mái nên là con phải cố gắng gấp đôi với bạn luôn, cố gắng rất là nhiều hơn với bạn thì con mới nên người thành tài được cho con. Nếu mà nói mấy năm trước sao mình đâu có mẹ con biết cái tình cảm của em nó thiếu thốn nên là nó không có được trọn vẹn giống như là mấy bạn nhỏ khác. Là thường đúng ra là cái gì nghĩ tới thì con cũng chỉ mơ ước thôi, không ai thực hiện cho con không. Hôm nay thì con thích cái gì thì một chút nữa con nói con bày tỏ ra thì chị Trang mới biết được và chị Trang đáp ứng được cái nguyện vọng của con. Và cái sự mà con đền đáp lại cho ông bà cô chú là cái việc của con á, là thứ nhất là con phải học thật là giỏi, thứ hai nữa là con phải lo cho bà, tại vì con bây giờ giống như là trụ cột trong gia đình rồi, con phải là thay cho bà nè, phải lo cho bà nè, chăm sóc em nữa, rồi lo cho bản thân con nữa, nên là cái công việc của con nó sẽ gấp rất là nhiều lần so với những bạn trẻ khác. Thì hôm nay thì chị Trang cũng rất là hy vọng cái số tiền của ông bà cô chú mà thương con gửi đến cho con á, thì con sẽ thay đổi được một phần nào cuộc sống của con nó ổn định hơn. Con có muốn nói gì với ông bà cô chú không? Con cảm ơn ông bà cô chú đã cho con dạy con. Con hứa sẽ học giỏi. Nhắn lên con dạng nhẫn lên thì đây chỉ là lần thứ hai để mà Trang tiếp xúc được, lần thứ ba chứ, nhưng mà lần thứ ba Trang tiếp xúc được với em thì lần đầu tiên là nhận gạo thì chỉ nói được chừng hai câu rồi con đi về liền rồi, con đâu có ở đó được đâu. Thì lần sau mà con bé thì nó tuổi nó cũng còn quá nhỏ thì nó cũng chưa có đủ dạng dĩnh để mà tiếp xúc với người lạ. Nói là cho con học gì nào cho con nghĩ chứ tụi nó thì con học không khá nào nó nói cho nó nó không thì con cứ học đi. Tiền học thì mình đã không đóng tiền học rồi, con chỉ tốn à tiền ăn uống để mà con mua tạp viết rồi chút đỉnh thôi đúng không. Quần áo thì chút nữa gì Trang đi sắm đi, con mặc đồng phục hay là con mặc dạ con mặc áo sơ mi trắng quần đen. Sơ mi trắng quần đen nha, là trường mình không có đồng phục đó không con. Rồi em con là mặc đồng phục hết rồi. Để 10:32 rồi các em con còn về đó, một chút cái hai đứa đạp xe đạp ra ha, con biết chỗ bán đồ ngoài chợ nào không, ở ngoài chợ này nè con biết chỗ không. Chỉ gì Trang, tại vì Trang không có biết ở dưới này bán đồ rồi hướng nha con. Tối ngày sợ tôi chết cũng sợ ai. Đây thì còn được chú Út, chú Năm hả? Dạ. Là mấy bà chỉ có ba người con trai đó hả? Dạ. Sao mà thứ nó lẻ là sao con không hiểu à? Thứ hai là chết là chết dạ. Lúc nhỏ rồi nhỏ hả? Dạ. Tại vì con nói bà nói năm thứ năm nên con không hiểu. Con mắt của bà mà yếu không có thấy đâu bà. Không thấy gì. Là giờ con bà nhìn con bà có thấy gì không? Thấy mà thấy không rõ. Dạ. Rồi cái gì cũng phải màu mẫn thôi ha. Dạ, rớt cái gì lấy ta màu nha. Dạ. Này con không biết, lần trước con xuống con cũng không biết. Dạ. Dạ. Hèn gì lúc nãy con xuống bà không biết con là ai chứ. Dạ. Nên là con cũng không hiểu, lúc trước thì con xuống dạ. Mà con không có biết. Hồi nãy con xuống con cũng hơi bất ngờ, con nói, dạ. Bà không nhớ con hả? Dạ. Đâu có thấy gì nhớ. Dạ. Điều quen nói tiếng không biết. Dạ. Mắt mình này chắc lớn tuổi rồi mà hả là hả? Dạ. Không có, tôi đi khám tôi bị cườm đá. Cườm mổ được. Mà dạ. Tôi đi tìm đi bình dân đi mổ. Dạ, bị tiểu đường hay không mổ đâu. Mờ thế bà thấy mờ phải không? Nhưng mà vẫn thấy mờ cái bóng à. À, thấy bóng hờ vậy thôi à.
bé Vi nó gọi đầu cho bà, nước đầy nhã rồi nè. Chiều Vi không có tắm đi khăn nước nóng nha. Sao mình lau lưng cho nội, cho nội khỏe nha. Rồi dép chút đi mua cho nó tập sách nè. Hai chị em luôn mà để nhiêu đây à? Ừ, con mới học về hả? Dạ. Rồi đi vô sửa soạn thay hay mặc đồ này luôn được không? Đi đi mua đồ gì cho dẫn con đi mua đồ Tết chịu không? Dạ. Chịu không? Trang dẫn cho con đi mua đồ Tết. Ừ, chịu. Rồi hai chị em chuẩn bị đi. Con mặc đồ đó đi luôn phải không? Dạ. Vậy là chị em. Con đi lấy áo. Ừ, con đi lấy áo đi. Con tập da hay gì đó ăn cổ à? Đâu có. Không có hả? Mắt đâu thấy gì đâu. Rồi thôi con đi nha bà. Một chút con mua đồ cho hai đứa nhỏ xong rồi con dẫn nó về. Dạ. Rồi bà nằm nghỉ đi. Này xe của em con hả? Trời ơi, không thắng không càng cho hả? Đứt thắng cho luôn rồi kìa. Xe con cũng không thắng. Xe con cũng không thắng luôn hả? Để từ từ cho vậy chứ. Thôi, hai chị em chịu quý vị ơi. Đồ đạc gì cũng không có nữa. Bữa nay mà nghe nói đi mua đồ nó mừng dữ lắm luôn. Xe đó xe của nhỏ nhỏ. Bánh sao sẹp lép rồi. Chị em luôn, hai chiếc xe không chiếc nào có thắng luôn. Đạp xe đi học, xe của anh chị nó đỡ hơn chút. Hai chị em thương nhau ghê ha. Nắng, quá nắng rồi, mà đi mua cái nón nữa. Chạy đầu mối.
thích cái đồ kia con. Cái màu này nó đỏ chết luôn đó con, chịu không? Thích thì mấy màu đó. Nói thiệt lòng. Còn mấy gì trang lựa màu khác cho con. Thôi, con phải thích mới được. Tại vì trang không có biết con thích màu gì, con thích màu gì. Phải không nghe, một hơi tôi mua hết trơn, nguyên một bộ là quần áo dài dép rồi gì đó hết trơn đó nha. Nghĩ chưa? Vậy, tại vì lần đầu tiên trang dẫn mua đồ nên trang không biết sở thích của hai đứa khác. Rồi tính tiền con đâu này với đâu kia. Chỉ lựa đồ có hai đôi dép thôi quý vị. Lấy cái áo này luôn. Quá nhỏ. Thử này luôn ha. Dạ. Nè, nè con thử cái này cho bà đi. Vô. Cầm sao? Cầm thôi là biết ổng không biết mặc đồ rồi đó. Sao con dạy em Vi? Dạ. Có hai chị em hả? Con... Dạ, hai chị em. Mẹ nó bỏ từ nhỏ ba nó mất rồi. Đột cái ngược rồi á. Tựa cái áo khoác chứ. Cái này mới giống con bé Trang chính nè. À đi xuống. Lấy cái đó đi con. Con thử cái này thử đi. Coi cái mã nào vừa cái là lấy. Một kiểu một mà khác nào cũng được. Lựa cho nó theo cái quần nó có chưa đâu. Cái này con mặc sắc hơi chặt phải không? Phải ngắn không? Không biết. Đặt không? Cái này. Cái hơi ngắn nha. Coi ngắn chị. Ngắn không? Thử cái này đi, mặt nó lớn rồi. Dạ, thử cái này đi coi. Mình mua đồ lần mua lần khó nha quý vị.
Hà là mặt rộng chứ không phải mặt chặt. Con ở đây nè. Nó nào mà có cái nón bo cũng được nữa, con chịu nón bo không? Nón cóp hả? Con chịu cái màu vàng đó không? Thôi lựa nha, còn mấy cái này của ông nè. Vàng đúng không? Dạ. Dạ, mà không biết nó có miễn cưỡng không nữa. Thích không? Thích thì lấy con. Thích không con, không thích thì con lấy màu khác nha. Cái màu vàng con màu đỏ đúng không? Phải không? Rồi. Cái màu đỏ chị. Cái màu đỏ. Ừ. Ơi màu xanh đó đẹp á. Không biết xanh là cái màu hồng nè. Nó hồng luôn. Cái này dơ nó là nó đen thui luôn đó. Trời ơi, sắm đồ xịn không cho hai con luôn đó nha. Ừ, tốt rồi nha. Hai con vui không? Học đâu lâu. Học cho giỏi nha con. Ông bà con chú thương con lắm đó. Đồ cặp quá đẹp luôn á. Thà là lên đây mua đồ mở ơn ý. Còn với kia không có cái đó. Thà mấy con thiếu cái gì? Để vô học. Viết á, viết thường ngày con xài viết nào đâu? Con viết màu xanh. Màu xanh là màu xanh nào đâu đây chị? Hiểu nào á. Đúng không? Xài này không đúng không dạ? Viết chì gì gom cài tẩy gì không? Màu gì không? Nè con bước vô đây đi. Màu gì? Đứng đàng hoàng lắm, xịn xịn vậy. Viết này đúng không? Dạ. Nói cho em viết này bao nhiêu sao? À, 3.000 cây, một chục thì nó 28.000. Cái chục cây đấy. Mà con gắn vào nè. Gắn vào đây chút con tính tiền. Cái một chục đó. Một hộp đó nhiêu? 20 cây. Lấy 55 nha. Ừ lấy hộp đi, định xét ra luôn. À, con hộp nhé. Rồi màu là màu nào, con xài màu nào? Màu nào đâu? Sẵn đây cho em mua đồ học cho em luôn quý vị. Tại vì ở đây là đủ đồ học hết á. Chứ như văn phòng sẵn. Màu sáp hay bút lông con? Màu sáp là dễ xài. Có sáp dầu. Dầu. Qua Tết đi. Qua Tết thì đáng rồi. Tính kiếm mà tính là đáng. Đo này là tốt không? Cô Thiên Long. Thiên Long. Cái này sao ta? Nè, nó chưa chuốt hả? Nè, cái đầu chuốt nè. Ở đó không có chuốt sẵn rồi nè. Không, cái loại đó là nó có đầu chuốt đó. Ở cái này. Cái này á, là chuốt cái này. Cái này là cái cây cầm của cái biết rồi, biết rồi. Nhưng mà nó cục quá chút vậy mấy lần á. Không, nói gì chứ xài lâu đó chị. Xài lâu ha. Bút lông không con? Lấy hộp bút lông cho con nha. Bút lông dầu quá. Bút lông thường thôi. Bút lông là cũng Thiên Long luôn đi. Ừ. Này ha. Dạ. Còn hai bộ. Con lớp 6 hả? Dạ. Lớp 6 là còn dẻ. 6, 7, 8, 9 dẻ. Rồi lấy con hai hộp màu. Rồi em xài gì? Dạ. Con xài viết chì hả? Viết gì? Con hôm nay con lớp mấy rồi? Lớp 4. Con xài màu chung với chị hai được ha. Chì với gom tẩy hả gì? Gom có rồi. Gom không có rồi. Lấy cho nó cho viết chì đi. Chì 2B hả? Chì này phải không? Con xài chì này phải không? Phải không? 2B đậm không? 2B là lật nhất. Lật nhất, cái nào đậm hơn chứ. Mà cái lợt đó thì nó dễ dẻ lắm. Càng càng đậm mà mình thường để. Dẻ dễ đẹp lắm. Lấy hai cây này ha. Con cây chị hai cây. Chị hai có đồ gom không? Dạ không có. Rồi. Thiếu gì nữa không con? Cây thước đồ có không? Dạ thước không có. Rồi. Còn gì nữa không ta? Thật. Ngón. Thước. Thước. Nào. Còn thiếu gì không con? Chị Trang tính tiền là hết cơ hội đó. Này biết vậy. Chắc có thể là lần đầu tiên có người dẫn hai con đi mua đồ luôn á hả? Dạ. Nghe đứt ruột luôn quý vị. Thôi giờ cho em tính tiền đi. Cái này cái cặp da con đâu? Hai cái cặp da.
tính hôm với chị Trang có đủ tiền không à, để hai con ở đây luôn á, chịu không? Không chịu. Gì hồi nãy là hai bộ đồ. Dạ, hai bộ. Hai bộ là nó mặc vô rồi nè. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi, hai cái cặp với chồng đồ bên đây. Cặp này nhiêu cái? 183. 183.000. À. Hai cái. Hai cái nón. Hai cái nón. Nhiêu cái? 32.000 cái. 32.000 đồng một cái. Là 64. Ừ. Ghi hết đi rồi cầm lại. Một cái quần 81. Một cái quần cho 81. Ừ. Một cái áo khoác. 120. 120. Còn cây này đẹp lắm. Cây đó kiếm gà bông lắm á. Ừ. Gà bông mà năm nay là phát tài phát lộc luôn đó. Ừ, đem ở đây con. Cái áo này nhiêu? 89. 89. Đồ của con đem ra hết là 63. Cái này 63. 63. Một cái áo 34. 34. Vậy là cái áo mà con đang mặc là cái áo này hiệu nè. Có một cái áo tới 80 mấy ngàn luôn á. Áo đó nó vàng. Ừ. Tại vì mấy cái này thì rẻ nè. Áo nó dạy tốt không? Ừ. Một cái áo khoác nữa. Và cái áo khoác hồng này của 132. Của em. Ừ, cái áo xanh này của con. Cái áo này 132 nè. 100 mấy? 132. 132, rồi. Ừ. Hết rồi phải không con? Tổng cộng tiền viết nữa. Tổng cộng tiền viết. Hai cái gì nè? Cái này cộng viên. Cộng viên hả? Dồn chung luôn cũng được. Dồn chung luôn ha. Hai cây này là 6.000 nè. Ừ. Một hộp. Cái hộp này là 55.000 nè. 20 cây ha. 20 cây chị. Ừ. Một lố viết bông bút lông 23.000. Ừ. 84. Cộng lố màu sáp dầu 27.000 nè. Là 111.000. 111.000. Cộng nó. Nó bỏ bọc gì nữa nha. Số nó nhảy mà tim nó đau. Số nó nhảy cọc 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 rồi thấy đau tim nữa. Tính lại lần nữa tính chính xác. Hình như ở chỗ khu vực Mỹ Hiệp là chỗ này bán đồ lớn nhất chứ gì. Là nhỏ Trang cũng hay xuống đây mua. Lâu quá Trang quên rồi. Đấy, ta vòng vòng. Này tiệm này hai mấy năm rồi. Ừ, hai mấy năm. Em nhiêu tuổi là cái tiệm nhiêu tuổi. Hết luôn rồi bao nhiêu? 1.396.000. Trời, 1.396.000. Để tiền. 2, 4, 4, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19. Có cái chị 21.000 đi. 1.375.000. Ở đây là mua 500.000 là được con quà 10.000. Em trừ ra cho chị quà 25.000 nữa nha. Ừ. Còn 1.350.000. Ừ. Là bớt rồi trừ rồi giảm luôn. Dạ là hết không? Luôn rồi đó. Hết là 1.350.000. Ừ. Là tặng mà không tặng thì trừ tiền đúng không? Dạ. Rồi, trừ đi cho nó dễ. Rồi chị cảm ơn nha. Đây mới vậy. Một cái view. Có mấy 1.350.000. Ừ. Không nhiều món á. Nè. Một món nè. Ừ. Hai món nè. Ba món nè. Bốn món nè. Năm món nè. Sáu món. Bảy món. Hai cái cặp này tính vô một món nữa. Bảy món. Ừ.
chỉ là hai bộ đồ em mặc. Hai bộ đồ em đang mặc trong người đó. Rồi. Dạ. Rồi tính tiền. Rồi đó tiền nha, hai con. Mừng không? Chào mừng. Tổng số tiền mua đồ là 1.350.000. Thì Trang cứ chi hết những cái số tiền mua đồ cho em, rồi còn dư là bao nhiêu thì Trang sẽ gửi thôi cho anh Lucas Nguyễn Nam Mỹ và chú Jimmy Triệu Canada như cái gì. Giờ đi mua đồ xong rồi mà Trang chở hai đứa nó đi ăn cái để nó đói bây giờ. Xe cao quá, hai chị em là không ổn rồi. Chạy chống chân vậy nguy hiểm lắm luôn á. Xe đó người ta cho. Chị Giang chạy trước kiếm chỗ ăn nha. Cà quanh cà quanh cái bánh này nó cũng cà quanh nè.
ở đâu anh trước đó, đâu đâu gần đây nè, chị Trang không nhớ, con chạy chậm chậm, tới rồi đó, nó bên đó đó, chạy tới đi mà thắng xe lại dẫn bộ qua chứ không có chạy qua. Cái bìa rắn cũng màu hồng nữa kìa. Cái bìa này cái đó ừ. Cái này sao nó có cái nắp ở trên, hình như mở ra được cái đâu. Ủa cái rồi. Này cũng vậy mà. Đúng rồi. Cái này là nhỏ hả? Cái đó là 8 tấc, cái này là 1 mét. Ừ. 1 mét hay 1 triệu? 1 triệu, còn này 900 hả? Dạ. Chị thôi lấy cái này cho nó rộng. Dạ đúng rồi. Thêm có 100 mà nó rộng. Cái này ngồi chung với cái ghế nào? Ghế là kia. Đâu, chỉ gì cái ghế à? Ghế. Lần trước mua cho bé Trang quên mua cái ghế. Bự quá. Ghế đó vừa, mới vừa tầm với các bạn đó chị. Cái chừng nhớ là sao nha ta. Nghe không? Hư cái bọc. Hư cái bọc thì làm cái gì còn nấu trồng lại được. Đó. Cái bàn này dành cho mình không có thấp vừa. Cái gió thì lên nha. Mà cho mình chi nó. Cái này ở đây bán một
triệu. Rồi lấy em cái này nha, nhớ sớm nha. Cảm ơn nha. Đó là cái này đúng không? Dạ. Một bên má, một bên ship. Lại đây nè con, lại đây lựa cái tủ nè. Ôi. Đây bán đồ lý tưởng ha. Nhưng mà có cái chiếc đồ học kéo hoặc là cũng học kéo không chị kia. Chị Duy Tân nhớ chị Duy Tân là tủ tốt không? Dạ. Mày nói giống như vậy nè. À. Có cái nào mà không có bọc không mình gỡ ra được không? Con cái anh trước này. Tủ là tủ cái này. Nhựa này nhựa tốt luôn. Cái này là 1,5 triệu. Tủ trang điểm. Từ đất ống. Nó ngoài nó có cái lớp tập trai. Ồ, cái này rộng thì con xếp đồ để vô đây được không? Cái này em nói cái gì? Để chiều 3 năm triệu. À, nhựa tốt hơn. Tốt hơn cái đẳng không? Cái đẳng là nhiều. Cái đẳng hồi nãy chưa nghe. Chiều 2. Mà nhựa đẳng nhựa Đài Loan. Cái tủ này chỉ xài cái chục năm. Có bảo hành không? Dạ không. Những khách hàng mới xài cái chục năm rồi. Này để đồ nhiều xếp lại để vô, không có máy. Còn món nào? Cái món này chỉ trên đó thôi hả? Dạ. Chịu không con? Dỡ cái hộp trên với tầm hai con vừa không? Được không? Dạ đây. Mấy cái hộp dưới nè. Kiểm tra kỹ rồi. Nhiêu đủ đồ rồi chứ gì? Đồ có ít mà. Rồi giờ lấy cái này đi chị. Lấy cái này hả hai con ha? Dạ. Rồi lấy cái này đi. Rồi đi ra tính tiền. Dạ. Cái chìa khóa mà ở trong đây này nha chị. Nằm ở sát chết nè. Chỉ nha. Để về gỡ ra. Nằm sát chết. Ừ. Chìa khóa ở trong này nha con. Bên kia cũng vậy. Bên kia có hả? Có. Chị có bánh cũng vậy. Rồi, đây. Còn mua gì cho nó không đây? Không, không, đây, đi tính tiền coi. Niệm kim đan không? Hai bên luôn, này không biết lấy ra, nó nặng. Khó là chỗ nào con chỉ đường cho ông giao đồ á. Nhà mày con ai chứ? Con mồ côi, nên là ngày nào con chỉ đường là chú tới đó là con đứng trong đó. Giao liền giùm con được không? Dạ. Của bà đó. Thì của con là cái một cái tủ quần áo. Ở gì nữa? Chứ một cái bàn học, một cái ghế. Bàn học gì vậy? Bàn học là cái à, bàn học gì hả? Dạ. Bàn học gì? Món không? Dạ. Cái tủ nè, cái bàn học với cái ghế. Dạ. Để tính tiền con có bớt được gì nhé thì con thì đó. Rồi, chú tính 2,6 triệu. Dạ là hết.
cắt luôn của chú là nhiêu? 2,7 triệu, chú bớt 100 ngàn là 2,6 triệu. Dạ. Thì chú bớt không được nữa. Dạ con cảm ơn. Dạ. Nha. Dạ. Nào chú nói cho gần nghĩa. Dạ. 2,6 triệu. Ừ. Dạ được 3 món nha quý vị. Và được một cái tủ quần áo cho hai đứa nhỏ nè, một cái bàn học và một cái ghế. Dạ. Ghế nha, chú đang ngồi đây. Dạ dạ. Rồi được rồi, để chú biết là bánh xôi rồi đi nữa chú xuống vào ngay nhà làm bánh xôi luôn. Dạ chú vào ngay đó, nhưng mà cái đầu đường á nó đang làm đường, có nghĩa nó có một cái bực như vậy này không chạy xe được luôn, có nghĩa là chú cứ để nó đi rồi con nhờ người thân của ở xóm rồi đó, người ta ra người ta bây giờ chú điện thoại còn chú mấy con không, con bây giờ con đi về trên con ở Mỹ Long rồi con. Dạ. Không có ở đợi được, nhưng mà chú xuống đó thì chú đi vô chú kêu người nhà của bé á, nghĩa ở xóm á không biết số điện thoại bà nội mà không có luôn. Cái giờ chú đi vô à, chú sẽ đi vô nhà chú kêu người ra trước, rồi Thiên vô từ từ giùm con chỉ tính tiền ở đây thôi. Dạ vậy hả chú ha. Ôi chú ăn gì tới giờ? Nếu mà được thì con đi xuống dưới luôn giờ nè, là có người cái con chỉ cái con nhỏ bàn màu hồng á, cái bàn mà một cái bàn lớn á chứ phải cái bàn nhỏ nha, là một mét hay gì đó nãy nói chị đó. Dạ. Bảy mét gì này thì con trả tiền chú ha, 1 triệu. Ừ. 2 triệu. 500 ngàn. 600 ngàn. Rồi đủ rồi đó. Dạ đủ, con cảm ơn chú nhiều. Cái này con giữ ha. Trời nắng mà đổ rửa luôn quý vị. Nãy cái nón chưa lấy ra cho nó. Đi học là đi đường xa đó. Nãy cái trường sau Linh Trang á, đi xuống dưới rồi. Do cái đường đang làm cái gì nên là cái bậc này cao lắm không có chạy xe gì được. Giờ Trang đi vô trong cổng nhờ người ta khiêng tủ hoàng rồi vô tiếp em. Ba xách đồ đi trước. Cái nhà này là cái nhà của
con trai của bà. Một hơi là lấy cái tủ về rồi hai con soạn đồ bỏ vô tủ luôn, xếp gọn lại nha con. Con sợ nghe coi cái nào bự của con, cái nào nhỏ của em. Mấy cái vàng đó như của em không đó nè em. Của em không hay gì đó, đúng rồi đó. Của con bọc đồ trước đâu? Rồi, của con rồi. Bọc đồ nãy mua trước đâu? Mua với chợ đầu mối. Mấy cái quần con, tổng cộng? Hai cái quần. Hai cái quần. Mấy cái áo của con đếm lại coi, gì Trang không nhớ. Con một cái áo trắng. Một cái áo trắng với mấy cái áo thùng. Dỡ lên. Nhiều lắm á, mua nhiều lắm luôn. Nặng chừng chẻo à. Dạ. Mấy bộ đồ này nữa nè. Hai bộ. Hai bộ. Đồ này bông đẹp hết sức chà. Dạ. Tôi thấy không nổi một cái đẹp. Rồi, xin vô dùng nha. Ở trong nhà luôn gì? Dạ, để vô dùng luôn. Rồi. Qua đây nào. Bài học con để đây hả? Dạ. Đồ đồ ở đâu? Bài học có đi lần nữa chưa con cũng có. Ừ. Ngon rồi. Đó, cần xuống đây rồi, thấy rồi đó. Bớt là đúng giá rồi đó. Đúng người, đúng việc rồi đó. Con mua mà con trả giá quá trời luôn. Lấy mấy cái tập sách cũ nó ra. Để đó đi rồi nữa nó cũng nó rồi. Lấy dép con. Không để ngược rồi, để ngược rồi, để cái bàn học ra ngoài cho nó đi. Để nó khập khiễng vậy không để được đâu. Chút nữa giờ cho cái. Không không, giờ sẵn luôn giùm con đi. Rồi rồi. Ừ, tháo ra rồi để tập sách từ lên cho em luôn. Rồi rồi. Có gì đâu, nó lo với bà nấu đó. Rồi cái tủ này con để sát cho đây đi hả mày? Để sát cho đây đi cho nó chọn. Rồi các bạn trả quên cảm ơn nó trời. Gửi lại với chị con. Mừng dữ lắm. Quên nha con, gắn vô đây nè. Cái ghế con làm. Ừ, một cục pin là đã đầu coi giờ học. Thái Quỳnh lên nó biên cho mắc mua nữa. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn nhiều nha con. Dạ. Rồi ba ông cháu nó giật cái tủ. Quá mừng luôn rồi. Để ông làm nha. Ông đó để ông. Nó khập khiễng không coi chim lại đây. Cái ở dưới nó không có bằng. Để nó chim lại. Chim lại giúp nó. Rồi xong. Cái thêm nó không được đâu. Chưa, chưa không? Đúng rồi coi. Kê là cho nó ngay luôn nhìn con. Rồi bỏ nó trong. Chút vào. Hai cái học này là phía trong này nè con nha. Bên này chìa khóa trong này không này nha không. Nữa không mà phát cái này nè. Coi coi cứng chưa. Ba coi nhúng nhích cho nó cứng chưa. Ông kêu đó. À được rồi, ok đó. Rồi. Rồi con này nữa chim bị trong chút nữa rồi. Rồi rồi. Cứng mỏng rồi. Cái kéo. Còn không mấy chặt quá con để qua cái tủ bên đây nè. Một ngăn để đồ rồi một ngăn để cặp da cũng được. Rồi màu hồng không ha, nguyên bộ. Của em để bên nào, của con để bên nào? Em con để trong này. Thấy được không? Được không? Còn
con tập để ngoài này ha. Tập để ngang qua cũng được đó. Mừng không? Hai đứa con mừng không? Mừng. Ừ, tốt quá trời đẹp luôn, dì Trang cũng mừng nữa. Cho dì Trang cũng mừng nữa. Bà nội nó cũng mừng luôn. Dạ. Trời đẹp luôn. Con để nằm lại đi, bài tập của con nó không thẳng thì con cứ để nằm lại đi. Bàn học cũ của em nó nữa vậy. Để mua đồ chơi tủ nó thật tập. Wow, trời quá, tập gì đâu mà con để dữ vậy. Một ngày đi học bao nhiêu hả con? Nghe đâu có, ngày con đi học là sổn nha. Ừ đúng rồi, tại nó không có chỗ để nên nó nhét hết vô đó. Ui cũng mừng hết sức. Dạ chán mà ham mà không có tiền mua gì cũng mừng hết sức. Dạ. À, ăn Tết lớn luôn rồi đó, hôm nay là phá kỷ lục luôn rồi đó. Già không bằng nữa. Dạ. Đầy đủ hết. Gán học nghe con. Áo trắng đó con coi xếp. Giặt đi rồi cái máng lên cho nó thẳng. Cho nó gọn hết đi. Rồi cái nào của con ôm đi Dung. Cái nào của con ôm bỏ tủ đi nha. Sắp xếp coi dì Trang coi coi gọn gàng được không. Quần của hai này vậy thì con ngăn này phải không? Dạ. Hai đứa sắp xếp cho nó gọn gàng nha con. Dạ. Cái giá gì vậy? Cái chiếc nhẫn của con đó. Nhẫn gì? À, học tiểu học. Học bà. Học bà hả? Dạ. Học bà cất cho kỹ nha con. Dạ. Cất vô tủ đi, mở mấy cái tủ khóa, cất cái học bà riêng để nó hư không được. Tủ khóa. Đây nè. Ừ. Tủ khóa nè. Ừ. Tại dưới đó mới mọt không? Không được, không được rồi. Không được rồi, để ngăn này nè. Cái này đây. Nè, cái nào quý để vô đây. Kệ hai, cái kia nữa kìa. Trời, bớt viết rồi con có đủ hết không? Ở giờ người ta cũng giao tủ, bàn, ghế, quần áo rồi sắp xếp cũng gọn gàng hết rồi. Thì một lần nữa thì Trang cũng rất là cảm ơn chú Jimmy Triệu ở Canada cũng như anh Lucas Nguyễn ở Mỹ. Thì em rất là cảm ơn cái tấm lòng của quý ông bà cô chú đã dành tình cảm cho bé Vi và bà bé Dung, cũng như là dành tình cảm cho kênh YouTube Khóa Biết Miền Tây của Trang rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì con đi mua sắm rồi xong nãy giờ á. Bây giờ cái số tiền còn lại á của anh Hùng đi, con gọi là anh Hùng ở Mỹ và chú Jimmy Triệu ở Canada, thì con sẽ kiểm tra lại con còn dư bao nhiêu, thì con sẽ thay mặt cho anh và chú gửi cho bà để bà trị bệnh nha bà. Yeah. Dạ. Rồi bây giờ để con kiểm tra tiền lại cái số tiền của anh Lucas Nguyễn thì sáng giờ em vẫn còn để riêng luôn á. Còn cái số tiền của chú Jimmy Triệu thì con mua đồ chắc còn dư tiền lẻ thôi. Còn dư bao nhiêu thì chú Jimmy Triệu có nói là mua tủ nè, mua bàn học, mua cái ghế, rồi quần áo, giày dép, nón, ba lô, viết, tất cả những cái dụng cụ đi học thì là cái số tiền đó của chú Jimmy Triệu. Anh Lucas cũng có dặn con là cái số tiền á trong 6 triệu đó có quyền trích ra để mua đồ cho mấy em, nhưng mà con chưa có xài tới số tiền của anh Lucas là sắm đủ đồ hết rồi. Nhưng mà để con coi cái này 2.6 triệu tiền bàn ghế, 1.350.000 tiền nè đồ học hết con ha. Mày con giữ luôn đi, Trang đâu giữ làm gì. Còn cái này là quần áo hồi nãy nè, đợt đầu nè 680, nhưng mà đợt sau người ta tính là 650, người ta bớt mình á, con nhớ không? Cái này là cái tiền của chú Jimmy còn dư lại nè, 235.000. 35.000. Cái này 200 là con 100, em 100. Con biết không, tiền này lì xì.
của ông lì xì cho hai đứa con ăn, đi học mua bánh kẹo phải không? Cái này cho chị hai đi, còn cái này cho em lại 100 ngàn, đúng chưa? Cảm ơn lớn lên nha con. Rồi cái tiền này để con coi, cái này là chắc đủ số luôn, đủ còn đủ 6 triệu nữa. Thì con cũng xin phép là con gửi cái số tiền này cho bà nha. Cũng có thể là con sẽ gửi nhiều lần cho bà đó, nhưng mà con nghĩ là bà giữ được đúng không? Thể bà giữ được cái số tiền này an toàn được đúng không? Dạ. Dạ. Cất trong nhà. Con Vi con cất tiếp bà nha con. Dạ. Lớn rồi, phải bật lên. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu đủ. Sáng giờ là em chưa có xài tới cái số tiền của anh Lucas nhỉ. Thì ở đây là 6 triệu đồng. Con thay mặt cho anh Hùng ở Mỹ, con gửi cho bà cái số tiền 6 triệu đồng nha bà. Dạ. Dạ, mắt bà yếu thì chắc là không có nhìn thấy rõ, nhưng mà hay là bà giữ được cái số tiền này không? Được. Thế là con bé Vi nó giữ hay là sao? Giữ nó cũng hay quên đó. Dạ. Bà cất nó đâu cẩn thận giùm con nha bà. Dạ. Tại vì con sợ vấn đề là mình bị nguy hiểm cái này nọ, rồi con không muốn vấn đề đó xảy ra nha. Dạ. Dạ. Thì ở đây là 6 triệu đồng nha bà. Dạ. Con xin phép con gửi cho bà một lần này luôn nha, đặng bà ăn Tết rồi lo cho hai đứa nhỏ đi học giùm cho mấy mạnh thường quân nha. Dạ. Với lại tiền thuốc thang cho bà luôn, ăn uống hàng ngày. Dạ đây là số tiền 6 triệu đồng nha bà. Nè con đếm nè. 2 tờ đó, 1 triệu đó. 2 triệu. 3 triệu, bà cảm nhận được không? Dạ. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu đồng nha bà. Cảm ơn. Rồi, bà đếm lại giùm con đi, con đi. Đủ rồi, đếm. Dạ, bà đếm lại đi thử coi. Con sợ á, con sợ nữa là mắt bà kém á. Rồi. Hay. Bà nhìn được cái số tiền đó là bao nhiêu ha? À, dạ. Con xài kỹ á, chứ đừng để lộn với tờ 20 ngàn nha bà. Con á, con bà nội đưa tiền con đi xài đi chợ á, con để ý tiền nghe con. Dạ. 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 Bà Hình Quân. Dạ. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Bà vui không? Vui chứ. Dạ. Mừng. Dạ. Mừng ha. Dạ, mừng lắm. Dạ. Chứ giờ ngồi chỗ tấm nhà không có ngàn. Dạ. Bà cháu tôi mới dạ. quan tâm mới được như vậy. Dạ. Nếu không thương bà cháu tôi đâu có được ngày hôm nay được gì đâu. Dạ. Bà, tại vì cái chân bà đang bị bệnh vậy đó thì dạ. cũng không có làm cái gì vô tiền được. Thì nên là ông bà cô chú hiểu vấn đề và rất là thương mình, gia đình mình luôn. Dạ. Con cảm ơn ông bà cô chú đã giúp đỡ gia đình con, gửi cho gia đình con một số tiền để mua đồ Tết. Để cho bà con mua thuốc trị bệnh. Con vui không? Dạ vui. Rồi nhận được cái số tiền này của ông bà con chú rồi á, thì con phải cố gắng hơn nữa nghe con. Dạ. Có nghĩa là còn ở đâu đó trong cuộc đời mình thì cũng có rất là nhiều ông bà con chú thương mình. Khi mà biết được cái hoàn cảnh của con thì ông bà con chú có gửi sự giúp đỡ về cho con. Thì con cũng cố gắng học nghe không. Thứ nhất là con và em Dung có hứa không? Con có hứa là con học giỏi không? Hai đứa con là phải học giỏi, hai đứa phải ngoan nghe lời bà nội không con? Cái khoảng thời gian này là con phải vừa gái học nè, vừa lo cho bà chị bệnh, rồi ăn uống nhà cửa, con phải tập chợ búa, rồi con làm hết tất cả mọi thứ lại và sống thật là nghiêm túc. Dì Trang rất là muốn cho con sau này sẽ nên người nghe không? Rồi bây giờ thì một lần nữa thì cho phép Trang gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân, quý ông bà cô chú đã từng ủng hộ và đồng hành cùng kênh Khó Biết Miền Tây, cũng như lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tặng đáy lòng Trang luôn, tại vì giúp được hoàn cảnh của bé Vi và bé Dung thì Trang rất là cảm thấy rất biết ơn. Lý do là hoàn cảnh của bé và bà thì Trang, khi mà Trang bước xuống đây thì Trang cảm nhận được một cái gia đình mà nó có quá nhiều cái nỗi đau, có nghĩa là không bé thì không còn ba, mẹ thì cũng bỏ đi từ rất nhỏ, và cảm nhận được cái sự hai đứa con rất là thiếu thốn, nên là con biết từ điều đó. Và bà thì cũng đang bệnh nữa, nên là tất cả mọi thứ thì con bé Vi nó là người gánh vác hết. Nhưng mà dì Trang rất là thương con, nhưng mà vì cái điều đó thì con đã trả ơn dì Trang cũng như trả ơn quý ông bà cô chú, thì con chỉ việc là học giỏi, ngoan ngoãn và có hiếu. Con hiểu chưa? Một lần nữa thì cho phép con gửi lời chào và lời tạm biệt đến quý ông bà cô chú. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị và các bạn vào những sau nha. Bà con xin phép bà con về nha.
bây giờ là cũng là tạm xong hết rồi ha, đồ đạc thì con cũng mua hết cho mấy nhỏ rồi. Dạ, tiền thì bà cố gắng bà giữ gìn giùm con ha. Dạ, rồi chi tiêu cho nó hợp lý, thuốc thang rồi. Dạ, rồi vậy thôi con về nha. Dạ. Thường bà cháu tôi cô quan tâm tới mới được thân ngày hôm nay như vậy. Dạ, con cũng rất là hy vọng có điều kiện thì con sẽ quay lại đây con thăm bà nha. Dạ, ở đây cũng không có xa lắm, quê ngoại con mà, quê mẹ con, mẹ con sinh ra lớn lên đây thì con cũng về thường thường mấy ngày quan trọng con về với quê ngoại con thì con sẽ ghé thăm bà ha. Dạ. Chị Trang về nha con. Dạ, về. Con vui không? Dạ, vui. Cười lên coi. Muốn khóc không mà không có cười lắm nữa. Đi học đã nóng vô, quá trời đen rồi. Chơi hoài thì cũng kỳ. Nghe không? Đi nắng đi học 11 giờ chứ đâu đó. Con về ba. Chị Trang về. Con chia tiền ra, con lì xì cho em chứ nghe không? Chị Trang nha, lì xì tốt luôn rồi đó. Nha. Dạ, cho em đi về. Dạ, xin hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye đi con. Nhát quá, chị nhát luôn.